Ăn nhói CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá trong tuần này chúng ta sẽ có những phần chuyện nào nha các bạn. Đây cho màn hình các bạn, trong tuần thứ 2 của tháng thứ 8 năm 2023 chúng ta sẽ có rất là nhiều phần chuyện nha. Trong này có những tập truyện mà mình đã mua trước rồi nhưng mình để review chung với các bạn tới từ nhà xuất bản Kim Đồng và IBM. Đây chúng ta sẽ cùng khám phá một số tập truyện, chúng ta sẽ có những gì. Chúng ta có Ninja Ratoro tập 10, Yona Công Chúa Bình Minh tập 31, Thánh Thạch Ravai tập 15 tặng kèm với một bìa nha các bạn. Chúng ta có Chú Hụt Hồi Chiến tập 16 và Rama xoay quanh Chú Hụt Hồi Chiến tập 16 nha các bạn. Các bạn mua sớm sẽ được tặng kẹt nha, nhưng mà có Rama nữa các bạn. Nhưng mà Rama này mình sẽ nói về video review riêng. Chúng ta có Rồi Hoa Sẽ Nở tập 7. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ có tập 7 của hai quyển truyện, đó là Nhiệm Vụ Tối Thượng Nhà Rurakura và Seki Bần Bên. Chúng ta có tập mở đầu của Hiếu Nữ Mang Mặt Nạ nha các bạn. Mang Mặt Nạ kịch nói đó các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ video giúp mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 5 bạn mỗi bạn một cú bất kỳ trên màn hình. Các bạn có quyền tự chọn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn từng quyển truyện nha các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá Chú Hụt Hồi Chiến tập 16 nha các bạn. Đây là hai kẹt được tặng trước á, cái tập trước nha các bạn. Và khi các bạn mua tập 16 này phiên bản thường hay phải giới hạn, các bạn mua sớm mỗi người một đơn hàng một quyển thì sẽ được một kẹt nha. Đây các bạn được hai kẹt. Các bạn nếu mà muốn được hai kẹt các bạn phải mua hai quyển xếp hàng hai lần nha, tùy nước bạn. Đây là bốn kẹt, tổng cộng ta sẽ có bốn kẹt từ các tập đã qua nha các bạn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá Chú Hụt Hồi Chiến phiên bản giới hạn tiếng Việt và phiên bản thường tiếng Nhật nha các bạn. Đây là cái obi được tặng kèm nó phiên bản tiếng Nhật. Đây là obi được cán bóng luôn nha các bạn, đồng bộ với cái phần bìa được cán bóng. Còn đây là cái bìa ráp được tặng kèm. Trong phiên bản giới hạn sẽ không có obi nhưng kèm với đó ta được bìa ráp. Đây là bìa Metalize đối với phiên bản giới hạn tiếng Việt. Còn đây là bìa được cán bóng đối với phiên bản tiếng Nhật nha các bạn. Cả hai bìa đều đẹp như nhau, nhưng mà để mà đánh giá bìa nào hơn bìa nào mình vẫn thích bìa Metalize nha các bạn. Bìa Metalize nó ống hào ống ánh rất là đẹp luôn. Đây chúng ta cần mặt sau nè, ở phòng mặt trước và phần gái nha các bạn. Chúng ta có thấy sự khác biệt của hai bìa. Còn đây là bìa keo bên trong đối với phiên bản tiếng Nhật thì sẽ không có trang màu nào hết, bìa keo trắng đen in trên giấy shop. Còn phiên bản tiếng Việt thì bìa keo màu có thêm một trang giấy nến và bên trong được in trên giấy C nha các bạn. Và đối với phiên bản tiếng Nhật thì chúng ta có một cái lịch phát hành. Lịch phát hành này không phải quà tặng nha, tùy cuốn chúng ta sẽ có lịch phát hành thôi. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua phiên bản tiếng Nhật và phiên bản tiếng Việt. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Nội dung của tập 16 Geto đáp hộ Maito và tiết lộ một phần âm mưu của mình. Cục diện của biến cố Shibura đã đi đến hồi kết. Trong lúc các chú hụt sư tập hợp lại, liệu Choro có phát hiện ra chân tướng kẻ chủ mưu ký sinh trên thể xác của Geto? Sự diệt vong và hỗn độn đặt dấu chấm hết cho biến cố, thế giới đột ngột thay đổi. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào các bạn trong những video lần sau.